Xin chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bản của em. Thì đây là clip số 419. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 25 mã sản phẩm. Em xin phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay là một con kìm bấm cốt, hàng còn rất là mới và đẹp luôn nha các anh. Con này thì bao ngon cho các anh, với kích thước của nó là dài tổng 34 cm, với cái phần cốt của nó là lớn nhất là 22 ha, thông số là 5.5, 8, 14 và 22 của nhà Minoru Kogyo của Marvel ha các anh. Đó, một cái thương hiệu hàng nội địa của Nhật nha các anh. Đây, con này là nó còn tem luôn này, đó các anh thấy không? Thì với cái thiết kế cái size bấm cốt 25 và các chất thép của nó thì bao ngon cho các anh ha. Con này bấm cốt ngon, hoạt động tốt nha các anh. Dạ rồi, mã số 1 giúp em. Con này giá của nó là 600 nghìn nha các anh. Bấm cốt lên tới tận 22, bấm êm, ngon, lấy cốt đẹp. Mã số 1, 600 nghìn ạ. Và mã số 2 là một con kìm điện của nhà Fujiya. Con này thì cái phần tay cầm của nó rất là đẹp ha, không có bị xuất mẻ này kia nha các anh, rất là ok. Size của nó là 21,5 cm. Đây là một con kìm của nhà Fujiya Nhật Bản, hàng nội địa. Với các anh thấy là cái bề mặt của nó vẫn còn rất là mới, thì với cái bề mặt này thì nó sẽ hạn chế được cái việc reset cho các anh ha. Bên trong cái răng lợi của nó, các anh thấy răng lợi con này là còn rất là đẹp này, nó đều tăm tắp ha, với các phần lưỡi cắt không có bị xích mẻ gì ha. Đây các anh thấy rất, còn rất là ok luôn nha các anh. Dạ rồi, con này mã số 2, giá của nó là 300.000 giúp em ạ. Kìm điện Fujiya mã số 2, 300.000 nha các anh. Và mã số 3 là một con kéo cắt thực phẩm của Đức. Con này thì nó dài tổng là 20,5 cm, với cái chất thép của nó là inox ha. Thì với cái chất thép này nó tạo cho cái con kéo này nó không có bị rỉ sét, đồng thời là khi khách cắt thực phẩm á, nó sạch hơn, nó dễ bảo quản hơn ha. Đây, con này là của nhà Zehenken, hàng của Germany. Đó, các anh thấy không ạ? Về phần lưỡi cắt thì các anh thấy lưỡi cắt con này còn rất là ok, không có bị xước mẻ gì ha. Và đặc biệt là nó sẽ có thêm cái phần lưỡi cưa ở đây nè. Đó, thì để khi mà các anh cắt gà, vì thuật cắt thực phẩm mình có cái điểm gọi là nó cứa lại, nó không có bị trơn tuột ha. Đó, các anh cứa cắt nó có lực hơn. Mã số 3, con này giá của nó là 300.000 nha các anh. Mã 3, 300.000. Và mã số 4 là một con đuôi chuột 4 số. Thì con đuôi chuột này nó dài tổng 27 cm. Về phần ngoại hình, các anh thấy là ngoại hình con này còn rất là đẹp nè. Chất thép của nó là dày dặn để nó có thể vặn mở được nặng ha. Đây, hàng con này là còn rất là mới của nhà NGK Nhật Bản nè. Nào, các anh thấy không ạ? Về phần tay cầm thì có các đường là nó cứ cưới như thế này, khi các anh cắt, khi các anh vặn á, đó là nó không có bị trượt ha, đồng thời nó có lực để mình vặn tốt hơn, nó tăng cái ma sát. Ở đây là có thông số của nó là 4 số, gồm 19, 24 và 17, 22 ha. Ví dụ đây là 17 này, các anh giật lên là thành là 22 ha. Đó. Và các anh thấy là bốn đầu con này thì đầu nào cũng còn mới hết nha các anh. Đó, hoạt động tốt giúp em ha. Đây. Đây các anh nghe cái tiếng này. Đó. Vặn rất là tốt ha. Mã số 4. Con này giá là 450.000 giúp em nha các anh. Đuôi chuột 4 số mã 4, 450.000. Và mã 5 là một con mỏ đá mài của Top. Con này nó dài tổng là 19 cm giúp em ha. Top Japan, hàng còn rất là mới đây. Các anh có thể nhìn những cái đường khóe cạnh đồ là các anh thấy không? Đó, còn rất là ngon ha, ngon lành cành đào. Con mỏ đá mài của Top mã số 5, giá của nó là 200.000 nha các anh. Mã số 5, 200.000, mỏ đá mài ạ. Và mã số 6 là một con búa chống sốc. Con búa này thì nó dài tổng 29 cm, với đường kính của búa là 4 cm nha các anh. Đó, con này thì ở bên ngoài của nó là dạng cao su, bên trong thì nó sẽ chứa, hầu như trong đây là nó sẽ chứa các hạt sắt và cát ha. Đó, thì đối với cái con này là còn tem này. Đó, thì con này nó gọi là búa chống sốc, là khi các anh đập xuống á thì nó sẽ dồn toàn bộ lực để đập luôn, chứ nó không có phản lực lại ha các anh. Đó, thì con này mã số 6 giúp em ha, hoạt động tốt nè, hàng còn đẹp full tem, giá của nó là
400.000 giúp em nha các gà. Mã số 6 400.000. Và mã số 7 là một bộ đựng khẩu ha các anh. Bộ này dài tổng là 57 cm giúp em, hàng của Mỹ nha các anh. Thì các anh thấy là cái bề mặt con này, thứ nhất là nhìn nó rất là chất với các thiết kế dày dặn ha, hàng của nhà Merchantic Time Saver. Đây, con này là ở trên đây là các anh thấy là nó có đề là Made in USA ha, hàng của Mỹ ha. Thì các anh biết là đối với những cái dòng của Mỹ, cái thiết kế của nó, đây các anh thấy thiết kế rất là ok ha, có thể vặn chạy đi được nè. Thì những cái đầu này thì các anh chị để khẩu 1 phần 2 giúp em ha, nó gắn đầu khẩu 1 phần 2 ha. Bộ này bộ đựng đầu khẩu này, gắn đầu một khẩu 1 phần 2 giúp em. Nó gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ha. Tổng là 16 đầu để gắn khẩu. Và đặc biệt là cái bề mặt sau đây thì là nó có thể là nó hít được ở các thùng đồ nghề hoặc là hít được ở các vật dụng sắt ha các anh. Đây ví dụ như cây này chẳng hạn, đây các anh thấy này, nó sẽ hít nè, đó các anh thấy không, hít nè, đó nó hít rất là tốt ha. Đó, đối với con này hít rất là tốt ha. Đó, thì các anh có thể là mình vận dụng, mình đặt nó luôn trên những cái thùng đồ nghề lớn của mình này, hoặc là những cái đồ mà nó có thể hít được thì các anh bảo quản nó cũng rất là tốt ha. Đây các anh nhìn những cái đầu này, đó đây đầu đẹp ngon nha các anh, đó đầu. Dạ rồi, con này mã số 7 giúp em nha. Giá của nó là 750.000 bộ này nha các gà. Đây hàng 57 cm lực rất là dài dặn cho con này. Đó, lâu lâu mới có một bộ đẹp như vậy ha. Đó, đây các anh có thể là mình di chuyển được nó đi ha. Đó. Mã số 7 giúp em 750.000 ạ. Và mã số 8 là một con cần lực dài tổng của nó là 38 cm, hàng của nhà Canon giúp em. Với phần đầu là đầu của nó là đầu 1 phần 2 chất thép rất là dày dặn của dòng Canon này ha các anh, và hoạt động dễ dàng nữa ha. Thì về cái phần lực của con này thì cái giải lực của nó là sẽ từ 200 cho tới 900 kg f cm ha các anh, 200 tới 900 kg f cm. Cái phần này là sẽ là cái phần khóa này. Đó, khi các anh muốn chỉnh thì mình mở ra, đây mở ra, đó cho nó nới ra, còn đóng vào thì mình chỉ cần xoáy vào, đó, mình chặt lại được. Nó rất là đơn giản, nó dễ dàng sử dụng, và cầm con này là các anh cảm nhận được cái độ chắc tay của nó ha, với cái chất thép dày dặn để các anh có thể là vặn mở một cách tốt nhất. Đầu 1 phần 2 ha, hàng của Canon Nhật Bản, mã số 8. Con này giá là 850.000 giúp em nha các anh, một cây cần quá đẹp luôn, mã số 8 850.000. Và mã số 9 là một con kìm của Robo Grip, con kìm mở quả tự động hay là còn gọi là cái con kìm này với cái ngàm lấy ngàm nhanh ha. Hàng của Made in USA, con này hàng của Mỹ giúp em, được sản xuất tại Mỹ ha, với cái chất thép rất là dày dặn để các anh có thể thấy này. Những cái đường chất thép của nó vô cùng là dày dặn để các anh có thể là vặn mở một cách tốt nhất, và mình vặn mở nó đa năng nhất ha. Thì ở ngay cái phần răng lợi của con này các anh thấy là răng lợi còn rất là đẹp nha. Đó, đây răng lợi đẹp, chất thép tốt ha, và các anh có thể lấy ngàm nhanh được. Đây các anh thấy là mình phụ thuộc và mình lấy ngàm nhanh, vặn mở rất là tốt ha. Mã số 9 giúp em, con này giá của nó là 500.000 nha các anh. Đây đó. Mã số 9 giúp em 500.000 ạ. Và mã số 10 là một con kéo cắt cành trên cao của hiệu Con Cua ha. Một cái thương hiệu mà anh nào mình xài đồ bonsai của Nhật thì các anh đều biết cái hiệu Con Cua, một cái hiệu rất là nổi tiếng nha các anh, với cái tuổi đời lâu năm. Thì con này nó dài tổng là 1 m giúp em ha. Đây ở dưới đây nữa nè, đó. Đó, đây các anh thấy không? Ở dưới đây là cái phần tay cầm của nó ha. Tay cầm ở đây thì nó được bọc cán gỗ nữa nè, để giúp các anh cắt nó êm mượt ha. Đó. Còn trên đây là dạng chất dạng dạng thép ngon lành cành đào hết nha các anh. Đó. Đối với cái con này thì các anh cắt nó có một cái độ bền và nó không có mang lại cho các anh cảm giác nặng nề ha. Mình cắt mình rất là dễ dàng cầm, di chuyển cắt lên keo nó không có bị mỏi ha. Đây đối với con này, đó, con này là tốt hết nha các anh, không có nứt mẻ gì hết ha. Đây đó, các anh thấy không ạ? Đó, hoạt động ngon lành cành đào cắt bao êm. Và để nói về quan trọng nhất là cái phần lưỡi ha, thì các anh thấy là phần lưỡi của con này còn rất là ngon nè, không có bị sứt mẻ gì nha các anh ơi, bao cắt cho các anh luôn ha. Hàng Con Cua thì khỏi phải nói về chất lưỡi rồi các anh, đó dày dặn cắt êm không sứt mẻ gì, ngon lành cành đào ha. Đó. Đó.
Dạ rồi, con này mã số 10 giúp em ha. Giá của nó là 800.000 nha các ga. Đây cái chỗ đây thì nó hơi cấn chút xíu nhưng không có sao nha các ga. Đây nó cấn nhẹ thôi. Không vấn đề gì. Quan trọng là cái phần lưỡi, phần thân là cảm thấy rất là ngon ha, dày dặn không nứt mẻ. Mã số 10 800.000 giúp em nha các ga. Đó, con này em ưu tiên chuyển khoản ha. Và mã số 11 là một con level ha, con thức thủy. Con này là của Spirit. Con này là hàng Mỹ giúp em nha các ga. Đây. In the United of America and all the country có nghĩa là nó ở Mỹ và một số nước khác ha. Đó, nên là cái con này cái cấu tạo là như cái chất của nó nhìn rất là đẹp nha. Thì con này cái chất của nó là thân nhôm, thì đối với cái dạng nhôm như thế này, hợp kim nhôm như thế này á, thì thứ nhất nó mang lại cho cái con này cái sự gọi là nó bền, nó không có bị rỉ sét, các anh cầm nó nhẹ nhàng hơn ha. Đó, thứ hai là nó đều có những cái phần level ở đây để các anh có thể là mình thao tác cái công việc của các anh một cách tốt nhất ha. Ở đây thì nó sẽ có thêm là những cái cao su ở bên đây này, này các anh thấy không? Đó, Capro đây, những cái cao su ở đây này, đó để khi mà mình có va đập gì thì nó cũng hạn chế ha. Đây. Dạ rồi, mã 11 con này giá của nó là 350.000, con này không có 500 ha các anh, mã 11 350.000 ạ. Và mã số 12 là một con cưa của Gold Boy. Con này nó dài tổng là 40 45 cm ha, tầm 45 cm, với phần lưỡi của nó là dài 21 cm giúp em nha các anh. Lưỡi của nó là dài 21 cm với phần răng lợi là còn ok nha các anh. Đây các anh thấy là răng lợi con này là khá là đều luôn ha. Đó, các anh cưa càng rất là tốt. Lưỡi con này thì nó dày dặn này để các anh có thể là mình hoạt động một cách tốt nhất nha. Con này thì cưa Gold Boy của Silky Nhật Bản, một cái hãng đúng như tên gọi của nó luôn ha. Cưa cực kỳ là êm mượt. Mã số 12 giúp em. Giá con này là 300.000 nha các bạn, 12 300.000. Và mã 13 là một bộ hộp dùng để đựng mũi khoan hoặc là dùng để đựng mũi taro đều được ha các anh. Bộ cái hộp này là của nhà Josco với cái thông số là từ 8 cho tới đựng, có thể đựng mũi từ 8 cho tới 12. Đó, thì hàng của Nhật Bản giúp em ha. Đây các anh thấy cái hộp còn rất là mới và đẹp. Thì đối với trong các anh làm về cơ khí, làm công việc đồ này kia đó, thì những cái mũi khoan hoặc cái mũi taro này cực kỳ là dễ mất nếu như mà các anh không có để trong những cái hộp đó. Thì cái hộp con này thì ngoài ngoài có thể là bảo quản được các mũi nó không rơi này kia, thì nó giúp các anh làm việc nó gọn nhẹ hơn ha. Mình đi đâu mình mang cái hộp này là được rồi hay các anh đó. Thì nó sẽ để ở đây là mũi từ 3 cho tới 12 này. Ngoài ra còn có các mũi taro ở đây này. Đó, các anh thấy không? Trên đây các anh có thể đựng mũi khoan đồ được ha. Dưới đây mũi taro này, M3, M4, M5 gì đó thì các anh để vào đây ha. Dạ rồi, con này mã số 13 giúp em, giá của nó là 380.000 ạ. Đó, em bán hộp ha, mã 13, 380.000. Và 14 là một con thước gấp. Con này hàng của nhà Shinhwa, Made in Japan. Thì con thước gấp này nó có thể đo được 90, 45, 120 và đo trong ngoài đều được ha. Hàng của Shinhwa thì hàng đều là thép không rỉ hết nha các anh. Vậy các anh thấy các đường nét là nó khắc hết trong thân. Bảo quản tốt, mã 14 con này giá là 250.000 giúp em ạ, 14 250.000. Và mã 15 là hai khẩu của một khẩu là của Snap-on và một khẩu là của KTC. Thì hai thương hiệu này đều là hai thương hiệu nổi tiếng và cái chất lượng, cái phân khúc hàng phân khúc cao cấp hết ha các anh. Đó, thì mỗi con là nó dài 8 cm ha. Thì con của KTC là khẩu 19 nha các anh. Con của KTC là khẩu 19 này. Đầu của nó là đầu 1/2 ha. Và các anh để ý giúp em này, hai cái đầu này không có phải là nó bị tùy nha các anh, là do thiết kế của cái khẩu này là nó như vậy. Giúp em ha. Cái thiết kế của hai cái khẩu này cái đầu là nó như vậy ha, chứ không có phải là nó bị tùy hay bị này kia nha các anh. Nên anh thấy nhìn các đường nét rất là đều nha. Đó. Khẩu của Snap là khẩu 17 nha các anh. Khẩu Snap On là khẩu 17, chất thép vô cùng là dày dặn đối với cái dòng của cái con này ha. Một con 17 và một con 19, gắn đầu gắn khẩu gắn cần 1/2. Mã 15 cặp này 17 19 hai cái số cực kỳ là thông dụng ha. Dạ rồi, cặp này giá của nó là 500.000 giúp em nha các anh. Mã 15 500.000 một cặp ạ.
Dài 16 là một con cần mini đầu 1 phần 4 dài 10,5 cm. Con này thì nó của nhà Clorox ha, Clorox đây. Đó, ở bên ngoài thì được bọc một cái lớp chrome giúp em này, đó, tạo cho cái con này cái ngoại hình nhìn nó khá là sáng bóng và rất là ok. Đó, hoạt động tốt giúp em nha các anh. Đó. Dạ rồi, con này mã 16, giá của nó là 250.000 ạ, 16 250.000. Và mã 17 là một con dao bổ hay là một con dao chặt, nó thuộc dạng size mini ha, nó dài tổng là 19 cm với dài lưỡi là 7,5 cm và dày là 7,5 cm, các anh thấy không ạ? Nhỏ mà nó có vỏ ha. Con này thì các anh dùng để mình có thể là mình rặt tre được nè, đó, bổ trầu được nè ha. Đây là một trong những cái con dao nó rất là đa năng, thậm chí các anh đi chơi đi phượt á, mình cũng có thể mình mang đi mình chặt nhẹ được ha. Đó, đối với dòng dao này và cái phần tay cầm này các anh thấy làm rất là tinh tế luôn ha. Đây về phần lưỡi này, lưỡi con này vô cùng đẹp, không có bị xước mẻ một cái đường nào hết nha các anh. Đó, con này dày lên tới tận 7,5 ly. Rất là đẹp cho con này, mã số 17. Con này giá là 430.000 giúp em nha các anh. Con này các anh sưu tầm những cái dòng dao chất chất thì con này rất là đáng ha. Mã 17 430.000 ạ. Và mã số 18 là một con vít lực dài tổng 16 cm. Con này tặng các anh một mũi luôn nè. Nó xài mũi vít lục giác 6 ly 3 ha. Nó rất là dễ xài luôn. Con này cần bỏ vít lại các anh xài giống như một con vít bình thường. Tuy nhiên là nó sẽ có cái độ ứng dụng cao hơn và đồng thời là nó sẽ đặc biệt hơn. Những cái con vít thông thường là nó có thể chỉnh được lực. Vậy thì cái chỉnh được lực này nó có tác dụng gì? Thì khi mà các anh vặn mở những cái con ốc kỹ thuật đó, nếu mà các anh tác dụng lực quá mạnh thì cái con ốc đó nó cũng rất là dễ bị tùy hoặc là nó bị hư ha. Đó, thì đây là những cái con vít lực này giúp các anh vặn mở một cách chính xác, tránh hư hại, tăng tuổi thọ cho ốc, cho cái linh kiện của các anh. Mã số 18. Con này thông số của nó mở lực là từ 2 cho tới 12 kg/cm nha các anh. 18. Con này giá của nó là 400.000 nha các anh. 18 400.000. Và mã 19 là một con mỏ lết thép đen của nhà Banco. Con này là Banco Ego luôn nha các anh. Anh nào sưu tầm dòng của Banco Ego chốt cho em con này luôn, rất là đẹp. Size của nó là 8 in tương đương là 20 cm nha các anh, 20 cm. Đây, các anh thấy này, cái dòng này thì cái thiết kế của nó là đẹp ha, nhìn rất là chất luôn. Made in Sweden, Thụy Điển. À, với cái phần ngàm của con này thì nó rộng 2,8 cm. Đây, ngàm đẹp nha các anh, chất thép dày dặn. Và đối với những cái con mỏ lết Benko là các anh vặn nặng cũng rất là ngon luôn. Tại vì cái chất thép này nó chịu lực rất là tốt nha các anh, rất là bền. Mã 19 giúp em ha, 19. Dòng này giá của nó là 500.000 nha các anh, 19 500.000. Và mã 20 là một con vít chuyển góc nha các anh. Đó, con vít chuyển góc này thì hàng của nhà Sunflat Japan ở đây, các anh thấy này, Made in Japan này. Mỗi tội là nó dán á, nên thành thử nó rất là dễ bị bay, cho nên này các anh thấy không? Đó. Chứ nó in lên thôi chứ nó không có phải là nó khắc đó, nên thành thử là nhiều khi nó sẽ bị bay ha. Thì đối với dòng này là vít chuyển góc nha các anh. Đó. Nó xài mũi vít 6 ly 3. Mã số 20, con này giá là 430.000 nha các anh, 20 430.000. Và mã 21 là một con tua lấy dấu của Rubicon Japan. Con này nó dài tổng là 13 cm, nó gọi là tua lấy dấu tự động nha các anh. Đối với cái dòng này thì các anh chỉ cần nhấn là có dấu, mình không có cần là phải dùng búa đóng này kia ha. Đó, 2 giây là có dấu rồi, đẹp, nhanh và vô cùng là tiện lợi. Và con này hàng còn rất là mới, mới kit luôn ha. Đây, mũi các anh có thể thấy mũi là nó chưa vót luôn nè, đối với cái dòng này. Tại vì đối với cái dòng này á, thì người ta để cái mũi đây để các anh có thể lấy dấu được ở trên gỗ luôn. Nếu mà canh để như vậy mình không không quét nhọn ha, thì canh có thể dùng để mình lấy dấu ở trên gỗ. Còn các anh muốn lấy dấu trên kim loại thì mình chỉ cần quét nhọn đi là nó có thể lấy được ha. Này, con này là nguyên zin luôn nè. Mã 21, giá của nó là 380.000 giúp em. Mã 21 380.000. Và mã số 22 là một con kẹo chữ H. Trời, con này rất là chất luôn các anh. Con này là kẹo của nhà Super AB2 nha các anh. Hàng của nhà Super giúp em này, các anh nhìn cái chất thép của nó này, cực kỳ là dày dặn đối với con này ha. Thì về cái phần kích thước, chân kẹo là dài 13 cm, trục chính 15 cm và chiều rộng của chân của nó là 2,5 cm nha các anh. Đây, các anh thấy chân con này rất là đẹp này. Đó, các anh thấy không? Đó. Kẹo chữ H giúp em ha. Con này là hàng vô cùng là chất lượng.
không cần phải giới thiệu nhiều về cái dòng này ha các anh, tại vì nó là một cái thương hiệu, thứ nhất là nổi tiếng, thứ hai là cái dòng kẽo này là cực kỳ xịn nè, anh nào mà đã xài rồi thì anh đã biết nha các anh. Mã số 22, con này giá của nó là 1 triệu nha các anh, mã 22 1 triệu đồng. Và mã 23 là một con mỏ lít lùn, con này hàng của nhà Tone giúp em ha, nó dài tổng 15 cm. Các anh thấy là hầu như những cái con mỏ lết này nó sẽ được hãng chú ý và tập trung vào trong cái phần ngàm. Nhưng cái phần ngàm của con này là nó dài, nó rộng, nó mở được lên tới tận 3,6 cm, tương đương 36 mm nha các anh. Thì nó hoạt động chủ yếu và tốt để cho các anh hoạt động ở trong các góc hẹp này, ngắn này, để các anh có thể mình đưa vào mình hoạt động một cách tốt nhất ha. Đây con mỏ lết lùn nha các anh. Đây hàng của Tone. Đây cái này nó hơi nứt chút xíu không sao nha các anh. Nè, dù gì bên trong nó vẫn là thép ha. Này chỉ là bên ngoài nó chút xíu không sao hết trơn ha. Dạ rồi, ngàm đẹp nha các anh. Ngàm rất là đẹp, mã số 23. Con này giá của nó là 280.000 nha các anh, 23 280.000. Dạ 24 là một con thước kẹp của Mitutoyo. Con này là thước kẹp size của nó là 15 cm nha các anh. Hàng của Mitutoyo Nhật Bản. Và các anh lưu ý là những con thước kẹp mà em bán ra đó thì đặc biệt là hai cái ngàm này lúc nào cũng sẽ đẹp và khít, không có mòn hoặc là hở ha, nên các anh cứ yên tâm về cái chất lượng đó. Các anh thấy này đó, các anh thấy không, ngàm rất là khít và đẹp, hoạt động tốt ha, hàng nội địa Nhật giúp em này, nó đẹp từng con số luôn này, các anh thấy không ạ. Đó. Size số là 0.05, rất là nhỏ nha các anh, size số rất là nhỏ. Mã số 24, con này giá của nó là 450.000 nha các anh, mã 24 450.000. Và mã 25 là một con kéo cắt cành. Con này nó dài tổng là 20,5 cm. Đó thì các anh thấy là cái dòng kéo với cái chất, cái dáng của con này thì rất là đẹp ha, nhìn nó rất là dày dặn, đồng thời là cái phần tay cầm của hãng luôn, là các anh thấy hãng nó làm bo cong vào để khi mà các anh cầm á, mình có cái điểm tựa, đồng thời là nó không có bị gọi là nó gây cái căng thẳng lên cái bàn tay mình khi cắt ha, nên cái dáng con này là một trong những cái dáng kéo rất là đẹp nè, chất thép dày dặn. Đây để em mở bên trong cái phần lưỡi. Dạ đây phần lưỡi của nó đây các anh thấy không ạ, đó lưỡi con này rất là đẹp ha, gác đường bo căng tốt, không có sức mẻ gì nha các anh, đó, ngon lành cành đào cắt êm. Dạ rồi mã này 25, giá của nó là 600.000 giúp em nha các anh, 25 600.000 ạ. Dạ rồi em đã lên tổng cộng là 25 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.